bạn có biết không? Đây là nguyên một vườn trồng bí các bạn, bí rợ là bí, bí màu đỏ, màu cam cam á. Các bạn nhìn xem, hôm nay mình xin chia sẻ một nơi cũng trong thành phố mới nhưng mà chuyên canh sử dụng những cái khu đất còn lại, tận dụng để nông dân làm giàu đây các bạn à, trồng bí tăng thu nhập. Mời các bạn cùng mình quan sát và khám phá cái khu trồng hoa màu của nông dân ở phường Phú Mỹ, thành phố mới, mang lại thu nhập siêu khủng, nông dân làm giàu đây các bạn à. Mời các bạn theo mình cùng xem. Đây là một cánh đồng trồng bí ngô, bí đỏ, đem lại thu nhập khủng hàng năm cho nông dân phường Phú Mỹ, thành phố mới. Đây là cũng là thành phố mới nhưng mà người dân sẽ tận dụng những khu đất còn lại để trồng hoa màu tăng thu nhập. Đây cũng là một bí quyết để nông dân phường Phú Mỹ làm giàu đây các bạn ạ. Mình đang quay đây là cái đường Nguyễn Phúc Tân Vạn, đường vô thành phố mới. Và đây là đám bí, người ta vừa thu hoạch đọt, vừa thu hoạch trái các bạn ạ. Bây giờ nó chưa có trái nên nông dân người ta thu hoạch đọt bí đây. Các bạn xem đây, đây là đọt bí non. Và các bạn xem đây, ở đây là người ta đã thu hoạch đọt rồi các bạn. Làm giàu không khó, mình phải biết tận dụng những cái gì để tạo nên thu nhập. Và đây nông dân trồng bí để tăng thu nhập và siêu lợi nhuận đây các bạn ạ. Đây là dưa bí. Các bạn xem đây, cái này là người ta trồng thu hoạch đọt như thế này. Xanh mơn mởn, này thì chưa ra hoa, chưa đậu trái. Cái này thì người ta sẽ cắt phần này hoặc là dài một tí này để người ta làm thành bó và đem ra chợ bán. Ngẫu nhiên có một anh này đang phơi nắng, tắm nắng. Một sào đất có nghĩa là 1.000 mét vuông đất trống như thế này thì người dân có thể thu hoạch hàng chục triệu đồng hàng tháng các bạn ạ. Đây mình sẽ quay rộng hết cả cái cánh đồng trồng bí, đem lại năng suất cao, lợi nhuận khủng cho người nông dân đây các bạn. Thì nói làm nông thì vất vả, cực khổ nhưng mà không giàu. Còn bây giờ với thời đại công nghiệp hóa như bây giờ, làm nông đúng cách sẽ đem lại lợi nhuận khủng cho người nông dân. Nông dân sẽ làm giàu trên những phần đất còn lại giữa cái thành phố mới này các bạn. Trồng bí này cũng rất đơn giản, thì đây các bạn xem đây, người nông dân sẽ lên luống như thế này các bạn, này là lên luống cao này các bạn, lên luống cao, cái ra có cái rãnh nước như thế này và tất cả các luống để trồng bí đều lên luống theo thẳng hàng để dễ làm cỏ và dễ tưới tiêu.
cứ như thế bỏ phân vô giữa lúa này, và chúng ta sẽ dung dòng hai bên, rồi sẽ rải hạt bí đều từng cách nhau cỡ hai gang tay của chúng ta. Bởi vì sao phải lên luống và trồng thẳng hàng? Rất đơn giản, thì lên luống và trồng thẳng hàng để dễ chăm sóc, dễ tưới tiêu và dễ làm cỏ các bạn ạ. Trà với mặt đất. Hôm nay thì mình đi hơi trễ nên mình chưa có giao lưu trực tiếp với người nông dân. Hôm nay mình chỉ thâm nhập và chia sẻ các bạn cánh đồng trồng bí ngô bí rợ đem lại thu nhập khủng của người nông dân. Tước vỏ và xào tỏi cũng cực kỳ ngon. Một số nó cũng ra hoa rồi các bạn ạ. Thì bí này muốn đậu trái 100% thì mình phải phụ tinh phụ phấn cho hoa bí thì nó sẽ đậu 100%. Thì công thức cũng rất đơn giản, thì hoa bí thì nó cũng có hoa đực và hoa cái thì rất đơn giản, cái thân nó có kèm theo cái bầu của trái. Còn như cái này là hoa đực này các bạn, khi có hoa cái mà mình thấy có cái bên cỡ này nè cũng bị nở ra, mình lấy cái hoa đực, ngắt hoa đực như thế này và mình ấp ngược cho phấn nó rớt chụp vào hoa cái, phấn nó sẽ rớt rồi qua và nó sẽ đậu trái 100%. Còn cách dưỡng trái thì chắc phải sử dụng công nghệ hiện đại bây giờ là phun thuốc dưỡng trái, côn trùng cũng nhiều. Đó là cái kinh nghiệm mình cũng biết được từ nông dân, mà tại bữa nay đi trễ không có gặp được người nông dân để nghe người nông dân chia sẻ trực tiếp kinh nghiệm, cho nên mình chia sẻ được cái kinh nghiệm mình đã nghe ông bà mình kể.
một phần mình cũng học qua sách, mình chia sẻ lại cho các bạn. Làm giàu và cách trồng hoa màu, đặc biệt là trồng bí và thâm nhập thực tế vườn bí, chia sẻ một chút kinh nghiệm mà mình đã biết được về cây bí, hoa màu, cách nông dân vườn Phú Mỹ làm giàu đây các bạn ạ. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hẹn các bạn trong các video sau nhé. Các bạn.